Chào mừng các bạn đến với khóa lập trình Android tại trung tâm đào tạo Tin học Khoa Phạm. Chúng ta đang trong loạt bài lập trình Firebase và tôi đang hướng dẫn cho các bạn cách save dữ liệu từ app lên Firebase. Thì chúng ta đã đi qua được cây số 1 là chúng ta set cái value cho một cái node. Ở cây số 2 là chúng ta set một cái object cho một cái node. Ví dụ cây số 2 là tôi set một cái học viên cho cái node rồi. Và bây giờ chúng ta qua cây số 3. Thì cây số 3 này thì nó cũng sẽ là tương tự như là cái cây số 2 thôi. Nhưng mà nó sẽ có một cái đặc điểm là chúng ta không cần phải tạo ra một object mới. Chúng ta dùng ngay một cái đối tượng HashMap để chúng ta lưu trữ dữ liệu. Ví dụ như tôi muốn lưu trữ là birth year, là năm sinh, là 1987 cho học viên 2. Đấy, thì như vậy chẳng qua là tôi tạo một cái HashMap. Và tôi lấy cái HashMap này, tôi set value cho user. Thì bạn nhìn kỹ công thức nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ khai báo cái Firebase, nó trỏ vào cái node mà chúng ta cần gán giá trị cho nó là học viên 2. Sau đó chúng ta tạo một cái biến là kiểu map. Và cái biến này có kiểu dữ liệu là string phẩy integer, là do tùy một quyết định thôi. Ví dụ tôi muốn lưu trữ là cái tên và cái số. Rồi sau đó bạn xuống hàm khai báo cái biến mà bạn cái map vừa khai báo á, bạn put cái birth year phẩy 1987 là gì? Birth year là string và 1987 là integer. Thì khi mà bạn cấu hình cái map này xong, bạn lấy cái map này bạn gán cho cái node của chúng ta. Đấy, thì bạn cũng có thể dùng cái map này và không cần phải tạo một đối tượng mới. Rồi, chúng ta bắt đầu ở cây số 3 này nha. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ sử dụng tiếp cái project mà chúng ta đã làm là cái cây số 1 và cây số 2 đã hoàn chỉnh rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ tiếp tục cái cây số 3 ở đây nhé. Rồi, tôi bắt đầu. Cây số 3 là chúng ta set value, nó là một cái map hay là gọi là hash map các bạn. Rồi, tôi bắt đầu nhé. Thì từ cái root của chúng ta sẽ đi vào cái child. Và trong cái child này tôi sẽ đặt tên là cây số 3. Nó là một cái map. Và chúng ta sẽ vẫn sử dụng hàm là set value và chúng ta sẽ truyền vào đây cái map. Như vậy tôi sẽ cấu hình cái map ở trên đây nha. Tôi làm map ở đây cũng được, nhưng mà nó sẽ hơi bị rối. Tôi sẽ làm cái map ở phía trên và tôi truyền cái map đó vào đây. Rồi tôi bắt đầu. Tôi khai báo cái map của tôi bao gồm là string. Tại vì cái name của chúng ta kiểu dữ liệu là string. Và cái giá trị của nó, ví dụ tôi muốn là năm sinh đi, ở đây là integer. Rồi, tôi đặt tên là map bằng new hash map. Và công thức của chúng ta là cái string và integer. Sau đó từ cái map này tôi dùng hàm put. Và tôi truyền vào cái name. Cái name của tôi, ví dụ như là tôi muốn tên là tên khóa học. Đây, tôi put một cái name tên khóa học. Và cái giá trị của nó, ví dụ như là 888888, là một cái integer. Thì bạn thấy nè, ở bên trái là bắt buộc là string. Tại vì là cái name của chúng ta trong Firebase, còn bên trái nó là string. Còn cái giá trị bên phải là tùy bạn để cái gì cũng được. Integer, string, double, decimal, boolean vân vân. Ở đây integer, thành ra là 888. Và cái root chúng ta làm gì? Chúng ta set ai? Chúng ta set cái map cho cái thằng case 3 map. Ok. Bây giờ tôi run thử project chúng ta nhá. Run. Tôi chọn máy S3. Rồi, tôi đi qua dashboard nhé. Rồi, tôi mở máy S3 lên. Đấy, project chúng ta vừa chạy thì nó chạy cái hàm mà map chúng ta vừa mới khai báo và tên khóa học 8888. Đấy, bạn thấy cái tác dụng của nó nha. Như vậy là tôi tóm tắt lại. Tôi vừa mới làm cái cây số 3 là gì? Tôi tạo cái map có công thức là string integer String là tên khóa học, nằm ở đây nè bạn. Integer là 888 là nằm ở đây nè. Đấy. Và tôi lấy cái map này, tôi set value cho cái case 3 map. Thì đây là cách chúng ta set một cái map, set value cho cái node, nó là một cái map. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.